sai, cái sai. Cái thứ ba là body xem miệng người ta. bạn đó đâu thể nào chụp hình ảnh của anh Dũng với chị Vi vô rồi xong rồi bạn đó nói cái đó là thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đâu. Tại vì á, bình thường khi mà khách hàng làm job booking những nhãn hàng lớn luôn, khi mà họ book mình làm clip video quảng cáo thì mà khách hàng muốn đăng cái video đó lại lên trang cá nhân của khách hàng á, thì nhãn hàng vẫn phải xin phép anh Dũng với chị Vi, thì khi mà được sự cho phép thì nhãn hàng mới được đăng tải lại như vậy. Chứ đâu có khi không mà cầm cái điện thoại lên hay cái máy chụp hình lên chụp xong rồi báo là cái đó là thuộc quyền sở hữu của tôi tại vì do tôi chụp đâu. Giống như là không có ý thức, mọi người không hiểu luôn, các bạn này là bị đa nhân cách hay là sao thiệt sự luôn, vì chưa có thấy một cái người nào như vậy luôn. Ví dụ như mà từ ban đầu có cái sự mà chân thành xin lỗi Vi thì câu chuyện nó lại khác mọi người. Mà nếu như mọi người nhìn thấy rõ không, Vi cố tình muốn đá đổ chén cơm bạn này á, là cái clip đầu tiên Vi đã kêu tên Thanh Duy đề co rồi, đúng không? Vi không hề kêu tên, Vi chỉ là kể một cái câu chuyện, nói là bên đề co thôi. Bạn này sáng bạn này thấy Vi đăng một cái bạn vậy, xong bạn lên bạn đính chính, bạn nói này kia kia nọ, bạn nói Vi là sử dụng chất xám của bạn, tự bạn để mọi chuyện đi quá xa, tự bạn đá đổ chén cơm của bạn, chứ ở đây không ai đá đổ chén cơm của Thay ai vì hết. ngay từ ban đầu mà bạn đã nói Ừ là thì thấy là xin lỗi, bạn sai rồi thì xong rồi, mình vẫn có thể để cho bạn sử dụng hình ảnh nó đăng trên trang cá nhân của bạn, mình vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng mà bạn vẫn lên bài nói khích thách thức bên mình. Xong rồi bây giờ nói người chuyển ta là chỉ. lơm cơm, ừ kêu hai người đó hot, người đó hot trên nên nó đăng bài để nó nổi, không phải nói là Vi với Dũng lơm cơm này kia. Ủa nếu như người ta lơm cơm đăng bài này sao chị, Sao luôn. 100 người, hết 100 người chửi luôn á, không phải là dân mạng không mà người ở Phan Thiết luôn á. Rồi hồi nãy em có thấy nói là gì? Ủa sao bạn như vậy thì bạn không kêu quản lý hay Rồi là sao ekip của nữa? bạn đi theo chụp hình? Thật ra là đám cưới đó Đám Vi cưới người vẫn ta có có em photo đi hết theo rồi chụp mà, hình. người ta có photo mà trời, tự 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 mày chụp hình, người ta Với có lại photo. những cái lúc mà bạn gọi cho Vi với lại bạn gọi cho mình á thì bạn nói là bên mình không nghe máy, thì Ủa đúng gọi tại 2 giờ đêm má, có ai mà gọi vì 2 2 giờ giờ đêm đêm không? với lại lúc 4 5 giờ trưa, nhưng mà cái lúc đó là mình với Vi đang còn công việc khác nữa. Ủa đâu có ai rảnh đâu mà ngồi mà canh điện thoại của nó. Nhưng mà cái vấn đề là gì nè, mình là cái người sai thì cái việc của mình muốn xin lỗi người ta thì làm sao để chân thành cho người ta thấy mình có cái sự chân thành. Còn cái này xin lỗi, ê tao xin lỗi nghe má, xin lỗi đó, xin lỗi xin lỗi được chưa, rồi xong không được cái đăng chửi người ta là xin lỗi chưa má, Yeah, then he put that post up this giống morning. như là kiểu xin lỗi mà xin lỗi không được á, học mấy á. Xin lỗi là phải có cái sự chân thành, xin lỗi gọi 2 giờ sáng, gọi cho dông hả mà gọi 2 giờ sáng, 2 giờ giờ đó giờ ta ngủ chứ không phải mà thức. Với lại á, là Vi với mình cũng không muốn nghe máy, tại vì mình muốn mọi thứ nó rõ ràng bằng tin Ờ tại nhắn. vì bạn này đính chính ở trên mạng, bên quản lý của Vi có nhắn tin nói bây giờ bạn muốn xin lỗi á thì á bạn đăng lên bài của bạn đính chính bạn xin lỗi. Có không ai mà nếu như mà có cái sự chân thành xin lỗi người ta, mình nhắn tin mình xin lỗi, còn cái chuyện người ta Không có gửi hình cho chị gà, nhưng mà tin nhắn mình có. Nó gửi một cái drive qua đó. không có gửi hình nào đâu, đây They're saying he's Everyone's saying không có gửi hình, đây 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 đây, trời ơi tao tức quá, cái điện thoại tao đang ở trong đây rồi, What? vô Bạn gửi hình. message có đây, gửi cái vai ra luôn, nhưng mà Vi gửi trong tin nhắn ba á mọi người, Vi không có thời gian Vi đọc, Vi không có thời gian Vi đọc, quay cái màn hình nó nói là một họ tao đăng lên rồi, Vi không có thời gian Vi đọc. Mà bây giờ nó nói nghe nè, ví dụ mà có gửi hình tao có mở đi nữa, tao có đăng thì chuyện bình thường, cái này là mày tự nguyện, mày tự nguyện chứ người ta không có kêu mày, mày tự nguyện luôn, mày tự nguyện mày gửi. Chứ bạn đang ngang bướng như vậy quá mà nghe điện thoại xong á rồi xong rồi bạn vẫn quay ra nói là gọi điện xin lỗi này nọ rồi, hoặc là bạn nói là mình gọi điện mình chửi bạn Nó này đang nọ. like không, chị thấy nó like cho nên chị mới like. Một chút nữa chị đi sự kiện nè, mà chị đang nóng quá trời, chị nóng thằng này rồi. Ừ nói là tao là mà cái gì đang bị flop này kia, má tự má đem content lại cho con luôn á. Không, mình đang Đúng vlog rồi, thiệt mà chị, mình đang thiếu content. đang thiếu content đó, là tự bạn đem content, nói thiệt luôn, bây giờ ai chơi mạng không có ai ngu hết trơn á mọi người,
Thiệt luôn, mấy bé bây giờ chơi mạng cũng không có ngu. Ví dụ như cái câu chuyện này là Vi sai á mọi người, coi mọi người có hùa theo Vi không mọi người, không phải là từ tại vì tôi nổi tiếng hay là như thế nào mà mọi người hùa theo Vi, không có ai bị khùng mà hùa theo một cái người sai hết trơn. Mà cái câu chuyện này 100 người là hết 100 người chửi nó luôn á. Trước giờ thì chị cứ nói là chị là may Còn mắn nói được là nhiều Vi người á, biết nói là thôi. Vi bị ảo tưởng bởi vì là nhiều người biết Vi, Vi bị ảo tưởng. Rồi xong mà hở ra là Vi phốt. Ủa? Thấy chưa, tôi phốt ai thì trước giờ tôi phốt ai trời, mà nếu như mà Vi cố tình phốt là cái clip đầu tiên Vi kêu tên thằng Thanh Duy ra rồi, chứ Vi không có cái clip kia, Vi có kêu tên nó ra không? Không, không hề, là cho cơ hội để xin lỗi mà còn không xin lỗi. Là mọi người thấy ai ai dồn ai vô đường cùng, tự mình đưa mình vô đường cùng. Anh quản lý đẹp trai hình ảo đó em ơi. Sao chị nói vậy? Trời ơi, anh chị mắc cấp đi. Trời ơi, nói người ta là lơm cơm gì sử dụng hình ảnh người ta chi má. Không ai Ai mà bị khùng. nữa. Không có ai bị khùng hết trơn á. Không có ai bị khùng mà tự nhiên người ta chỉ bút hình đề co. Bút hình đề co xong rồi tự ý kêu ekip lại chụp hình, mà trong khi đó chụp trong cái tiệc cô dâu chưa ai hay luôn, đến cái lúc bạn này gửi hình nó bên bên chị Vi mới 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 hết hồn luôn á. Thì thật ra là mình cũng có ekip đi theo chụp hình mà. Bên mình có photo chụp hình luôn á. Mà nói đăng hình mấy cái khoảnh khắc mà đăng từ trang này tới trang kia luôn rồi TikTok luôn là khoảnh khắc dữ chưa? Đăng từ bên Giá Lồ rồi đăng qua Phở Bò rồi đăng tùm lum Mà không hết có ai mà nhắn tin mà xin lỗi người ta mà 2 giờ đêm, gọi á. nhắn tin xin lỗi người ta mà không phải là cái câu xin lỗi từ ban đầu đâu. Giải Giải thích thích không à. em thấy em không có làm gì quá đáng hết trơn. Rồi xong bây giờ chửi người ta body rồi xem mình người ta. Phan Thiết thì thua thiệt sự luôn, Vi thấy rất là nhiều người ở Phan Thiết comment luôn mọi người. Trời ơi, tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi là coi cái cách bạn này ăn ở như thế nào mọi người. Mọi người nghĩ mọi người có nên bút 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 bên đây nữa không? Thật ra là Vi cũng đang rất là nhiều việc nhưng mà Không tới qua cái giờ ngày nóng hôm nay luôn, không làm được cái gì luôn. phải gác lại công việc để xử lý cái vụ này chứ Mà đâu Vi xử lý với lại bên đề co bên kia nữa mọi người. Không có uy tín. Nè, Vi nói như vậy cho mọi người dễ hiểu nha. Vi không có nói là Vi là một cái người nổi tiếng, nhưng mà ý là cái kênh của Vi thì mọi người cũng biết nhiều. Nhưng mà cái thái độ bạn này làm sai mà còn lòi lõm ngang ngược với Vi như vậy nữa thì là mọi người biết cái tính bạn này ngang như thế nào. Ví dụ như một cái người mà bình thường làm việc với bạn này mà lỡ có cái gì rồi bạn mọi người nghĩ là bạn này cái cách cư xử của bạn này như thế nào. Dữ hơn luôn á. Livestream mà ai cũng chửi luôn á. Thôi kể từ đầu nãy giờ chị mệt quá trời chị mệt rồi. Chị còn đói xuống luôn đi. Thì thật ra là bây giờ nhãn hàng bút chị, kể cả những nhãn hàng lớn luôn, họ muốn đăng tải lại hình ảnh của chị họ vẫn phải xin phép chị, chứ đâu phải khi không mà họ lấy họ đăng như vậy được. Tại vì nhiều bạn chưa có biết về cái luật sử dụng hình ảnh Kề kề má nó chuẩn như bị thế đi sự nào. kiện kề nhắn chuẩn bị đi sự kiện mà coi cuốn quá kìa. Giờ ở nhà mọi người hẹn mọi người nha, tối nay tầm 9 giờ Vi sẽ livestream tiếp nha mọi người. 9 giờ Vi livestream tết Vi sẽ show hết tất cả những cái tin nhắn này kia kia nọ, còn bên bạn này nữa tắt nha mọi người. Vi đi công việc, Tell them if they want to see more, like on your page. mọi người đi đi qua bên cái phở bò của Vi với mọi người, nó sẽ gõ tin nhắn đổ bên đó hết luôn nha mọi người qua đó nha. 9 giờ tối nay Vi livestream tiếp mọi người, đợi 9 giờ tối nay Vi còn nhiều cái bằng chứng bạn này nhắn tin năn nỉ chị Vi này kia kia nọ nữa. Giờ tôi chuẩn bị tôi đi sự kiện rồi, bye bye mọi người.